Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Đọc sách vì tương lai, chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai phối hợp với Thư viện tỉnh Lào Cai thực hiện. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Trường tiểu học số 1 xã Nàn Sán, huyện Simacai phát huy hiệu quả thư viện trường học. Cuối chương trình, mục hôm nay đọc gì, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả một cuốn sách về chiến thắng Điện Biên Phủ. Sau đây là nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, trường tiểu học số 1 xã Nàn Sán, huyện Simacai luôn quan tâm tới công tác xây dựng thư viện tại trường học, tạo sân chơi bổ ích để các em học sinh được rèn luyện kỹ năng đọc, hiểu và mở rộng kiến thức, qua đó góp phần hình thành và nâng cao văn hóa đọc, ghi nhận của phóng viên chương trình. Vào mỗi giờ ra chơi, khu vực tập trung đông nhất các em học sinh trường tiểu học số 1 xã Nàn Sán chính là thư viện xanh ngoài trời này. Chưa khi nào hoạt động đọc sách lại được các em học sinh hưởng ứng đến vậy. Phát huy thế mạnh của nhà trường, có khuôn viên sinh thái đẹp, có vườn cây bóng mát, ban giám hiệu trường tiểu học số 1 Nàn Sán đã triển khai xây dựng thư viện xanh. Những tủ sách được bố trí hợp lý, thân thiện, gần gũi với thiên nhiên, với đủ các loại sách, báo, tạp chí thiếu niên nhi đồng, để giúp các em học sinh hình thành thói quen tự học, tự đọc, tự nghiên cứu sách, truyện mọi lúc, mọi nơi, khi đến trường, giờ ra chơi và sau những buổi học. Đến với thư viện xanh, các em như được bước vào một thế giới sách, báo, truyện với nhiều thể loại, giúp các em không chỉ được khám phá thế giới muôn màu qua những cuốn sách, mà còn được trò chuyện, trao đổi với nhau về nội dung thú vị của cuốn sách. Để tránh nhàm chán, nhà trường thường xuyên thay đổi các đầu sách, tạo nguồn sách phong phú, đa dạng đến các em. Các em chủ động tìm những cuốn sách mình yêu thích mà không cần đăng ký, ký mượn để đọc. Đọc xong tự giác để lại tủ sách. Chính không gian không bó hẹp trong phòng đọc, không gò bó trong tư thế đọc mà thả lỏng mình trong không gian đọc thân thiện và đặc biệt là việc tiếp cận mượn sách, báo được dễ dàng nên hoạt động đọc sách của các em học sinh diễn ra đầy hứng thú và sôi nổi. Từ đó nâng cao tinh thần học tập, ý thức tự giác trau dồi kiến thức của các em học sinh tiến bộ rõ rệt. Không gian thư viện xanh trường em là rất đẹp và có những quyển sách hay ạ. Em rất thích thư viện xanh này vì ở đây có những cuốn truyện mà có thể giải trí sau những giờ học căng thẳng ạ. Dạ, em có ra đây đọc sách hàng ngày vào những giờ ra chơi. Sách mang lại cho em rất nhiều kiến thức bổ ích ạ. Khi đọc sách ở đây em cảm thấy rất thoải mái và rất vui ạ. Bản thân tôi đã tham mưu với ban giám hiệu nhà trường để ngoài cái không gian đọc ở trong phòng thư viện thì mở rộng thêm các góc đọc cho học sinh ở cầu thang hay là ở ngoài trời hoặc là ở thư viện xanh để tạo thêm nhiều không gian đọc cho học sinh để các em tạo được sự thoải mái, hứng thú khi mà các em đọc sách. Thư viện là nơi lưu giữ kho báu kiến thức cho những ai ham đọc sách. Chính vì vậy, đối với trường tiểu học số 1 xã Nàn Sán, để mỗi học sinh tự tìm kho báu tri thức cho mình, tạo không gian đọc cho học sinh, nhà trường đã duy trì hai hình thức thư viện truyền thống và thư viện mở với hàng nghìn đầu sách để các em học sinh tự lựa chọn phương thức tiếp cận sách dễ dàng nhất, thoải mái nhất. Hiện tại, nguồn sách tại thư viện trong nhà trường, ngoài các loại sách giáo khoa, sách tham khảo, các loại tạp chí được Phòng Giáo dục và Đào tạo cung ứng, nhà trường còn tích cực đầu tư, cập nhật, bổ sung tài liệu, sách báo để vừa phục vụ nhu cầu đọc sách của học sinh, vừa giúp ích cho công tác giảng dạy của thầy cô. Bên cạnh xây dựng thư viện đạt chuẩn, bổ sung nguồn sách, nhà trường còn nỗ lực nâng cao văn hóa đọc cho học sinh. Trong những giờ sinh hoạt đầu tuần, các em được tham gia vào các cuộc thi về giới thiệu sách, vẽ tranh, kể chuyện sách theo chủ đề. Để thu hút sự chú ý của các em, hàng năm, nhà trường tổ chức ngày hội đọc sách, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tư duy, sáng tạo cho học sinh, khơi gợi cho các em sở thích đọc sách và hình thành văn hóa đọc trong nhà trường. Chúng em xin kể câu chuyện Sự tích bánh chưng bánh dày. Câu chuyện của chúng em xin được bắt đầu. Các con, hôm nay ta chuyển các con lại là muốn nói với các con một điều. Ta cũng đã già, sức kém, nên ta muốn tìm mua lại cho một
đứa con trong số các con đã thấy các con đứa nào cũng tin không có lên hay là thế này đầu xuân năm mới, đứa con nào tìm việc của ngon thuận lại sang lên và vừa ý ta nhất thì ta sẽ chuyển ngôi cho người đấy. Ta nói vậy các con đã nghe rõ chưa? Rõ rồi ạ. Ta sẽ sai người xuống biển bỏ ngọc trai và đá quý để dâng lên cho vua cha. Còn em sẽ lên rừng săn thú quý để dâng lên vua cha. Này lắm yêu, em đã tìm được thứ gì để dâng lên vua cha chưa? Dạ em chưa tìm được thứ gì để dâng lên vua cha. Em suốt ngày chỉ gắn bó với ruộng vườn nên không tìm được thứ gì để dâng lên cho vua cha. Này lắm yêu, con hết mà gạo nếp vào đậu xanh và thịt để làm nhân. Bánh hình vuông là tượng trưng cho đất, bánh hình tròn là tượng trưng cho trời. Ồ, hóa ra chỉ là một giấc mơ, ta đã có cách rồi. Để kể được câu chuyện này, em đã đọc cuốn sách đó ở thư viện và em đã nhớ nội dung và đã kể cho mọi người nghe. Đọc sách ở thư viện mang lại cho em những kiến thức và những bài học gắn liền với thực tế. Nếu tại thành phố hay các khu vực thuận lợi, các em học sinh sớm được tiếp cận với nhiều phương tiện giải trí, truyền thông, nên nhu cầu đọc sách thường chưa cao, thì với các em học sinh trường tiểu học số 1 xã Nản Sán nói riêng, học sinh vùng cao nói chung, đọc sách và được đọc sách là niềm vui lớn của học sinh, để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui, giúp các em cải thiện ngôn ngữ tiếng Việt, tự tin phấn đấu học tập và rèn luyện. Qua cái hoạt động thư viện thì cũng đã thấy nâng cao được chất lượng dạy và học của học sinh. Và học sinh cũng đã tìm hiểu được các kiến thức ngoài sách vở cũng như là kiến thức trong sách vở. Và học sinh cũng đã được khám phá những cái điều mà các em chưa biết. Qua cái hoạt động thư viện thì cũng đã phát huy được cái văn hóa đọc mà học sinh có thói quen. Ví dụ hàng tuần có thể xuống để đọc thì học sinh phát huy cái tính tự đọc, tự nghiên cứu, tự tìm hiểu. Thư viện trường học từ lâu đã khẳng định được chỗ đứng của mình trong việc học tập của học sinh, có tác động tích cực trong nhiều hoạt động khác nhau của nhà trường, trong đó trọng tâm vẫn là nâng cao chất lượng dạy và học. Thời gian tới, trường tiểu học số 1 xã Nản Sán tiếp tục xây dựng kế hoạch đọc sách cho học sinh, đổi mới và mở rộng hình thức phục vụ tại thư viện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu sách, báo, tài liệu, đồng thời phát triển đội ngũ cộng tác viên, tiếp tục vận động quyên góp sách, báo, giúp giáo viên và học sinh có những phút trải nghiệm sáng tạo mới để khai thác tối đa hiệu quả hoạt động thư viện, phát huy vai trò chức năng trong trường học, góp phần nâng cao văn hóa đọc cũng như tiếp nhận tri thức của học sinh. Quý khán giả thân mến, 65 năm đã trôi qua, chiến thắng Điện Biên Phủ đã ghi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một mốc son rực sáng nhất trong thế kỷ 20. Năm tháng sẽ qua đi, nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần yêu nước, khát khao hòa bình của dân tộc Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 1954-2019, chương trình sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả cuốn sách Điện Biên Phủ Trận thắng thế kỷ do nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông tái bản có chỉnh sửa bổ sung. Cuốn sách Điện Biên Phủ Trận thắng thế kỷ được bố cục gồm các phần. Phần 1 Thế trận, vài nét về hình thái chiến trường trước và trong cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954, Điện Biên Phủ, pháo đài bất khả xâm phạm, chuẩn bị quyết chiến, đánh chắc tiến chắc, ở phía tây Điện Biên Phủ, vận tải lên Điện Biên Phủ. Phần 2 quyết chiến, diễn biến chiến dịch, chiến thắng Him Lam, cứ điểm thứ 3, trên cao điểm 633, những trận đánh ở phía đông. Phần 3 bài học và ý nghĩa lịch sử. Bài học thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ, yếu tố tinh thần của quân đội và nhân dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ, một bước phát triển sáng tạo của nghệ thuật quân sự Việt Nam. Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi của sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta. Điện Biên Phủ trận thắng thế kỷ sẽ giúp người đọc ôn lại những năm tháng hào hùng của chiến dịch Điện Biên Phủ và hiểu rõ hơn tầm vóc vĩ đại và ảnh hưởng to lớn của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đối với dân tộc ta và nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới. Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Lào Cai. Chương trình Đọc sách vì tương lai đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.